Sau đây, thầy làm nhanh động tác chính các em quan sát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển động tác chính. Nhảy. Tư thế chuẩn bị như tư thế kết thúc động tác 8. Nhịp 1, bật nhảy sang trái, lăng chân phải sang bên, chân thẳng, duỗi mũi chân, đồng thời gập hai cẳng tay, lòng bàn tay hướng trước, chạm gáy, thân người thẳng và nghiêng sang trái. Nhịp 2, thu chân phải về với chân trái và hạ tay về tư thế chuẩn bị. Nhịp 3 như nhịp 1, nhịp 4 như nhịp 2, nhịp 5 bật nhảy tại chỗ, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, hai tay dang ngang, lòng bàn tay sấp, ngực căng, mắt nhìn thẳng. Nhịp 6 hạ chân trái và tay về tư thế chuẩn bị. Nhịp 7 như nhịp 5 nhưng đổi chân. Nhịp 8 như nhịp 6. 2 2 3 4 5 6 7 thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 chuyển